Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 78. Ở cuối tập trước, sau khi nơi sườn bắc của núi rừng Tiên Di xuất hiện một đôi nam nữ đang bay rất nhanh. Nữ là một người có vóc dáng rất đẹp, vận đồ lụa màu trắng. Nam là một lão già mặc áo màu xanh. Hai người đang bay trong không gian. Bỗng nhiên, lão già biến sắc, ôm lấy nữ tử, cả hai lập tức lùi về phía sau. Trong nháy mắt hai người vừa lùi lại, lập tức mặt đất phía trước bọn họ bỗng nhiên ầm một tiếng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đứng giữa khe nứt là một nam tử đầu tóc màu đỏ, sắc mặt lạnh lùng, đúng là bản tôn của Vương Lâm. Bản tôn lạnh lùng quét mắt liếc hai người một cái, tay phải lập tức ầm một tiếng xuất ra một quyền. Lão già thanh sam mặt biến sắc vỗ túi chữ vật, lập tức một kiện pháp bảo hình núi bay ra. Đón lấy hướng gió hóa thành một ngọn núi thật lớn, bỗng nhiên dừng trước người lão. Bản tôn trong mắt bình tĩnh nắm tay vẫn thẳng tiến dừng lại trên ngọn núi. Một tiếng nổ xé tai, ngọn núi điên cuồng lóe ra kim quang, nhưng kim quang cũng không có tác dụng. Lập tức sụp đổ cả ngọn núi thật lớn kia, cũng trong nháy mắt hóa thành đá vụn thổi quét hai người lùi ra xa. Lão già thanh lam sắc mặt âm trầm, kéo nữ áo trắng dừng lại. Bản tôn tay vẫn nắm chân bước đạp mạnh dưới chân, hắn lập tức vỡ vụn hắn bay nhanh ra lại tung ra một quyền tiếp. Miệng lão già phun ra một đám sáng trắng, bạch quang này hóa thành một phi kiếm, phía trên phi kiếm xuất hiện khí lạnh chớp động. Bên trong còn có một tử tuyến rõ ràng cực kỳ cứng rắn, có chút hiếm thấy so với những người cùng luyện hóa phi kiếm. Phi kiếm chật lóe trong không gian đâm thẳng bản tôn thần sắc như thường, hư nhẹ một tiếng quyền và kiếm cùng va vào nhau. Kaka. Lập tức phi kiếm nhanh chóng sụp đổ giữa không gian, hóa thành vô số nhỏ mảnh nhỏ li ti tiêu tan không còn. Đồng thời một ý cảnh của hóa thần tu sĩ bỗng nhiên từ trên phi kiếm truyền ra theo nắm tay của bản tôn tiến vào trong cơ thể. Bản tôn ánh mắt chật lóe, vốn là cổ thần, hắn không có được ý cảnh nhưng lại có một cổ sắc khí. Phía sau hắn tóc bay nhẹ, hào quang màu đỏ lập tức chớp động bên trong thân thể bản tôn. Ý cảnh của lão già áo xanh lập tức yếu ớt không chịu nổi, sụp đổ trong cơ thể bản tôn. Bản tôn nắm tay, lại tiến đến. Lão già ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, kéo cô gái mặc lụa trắng, lùi về phía sau. Bản tôn tiếp tục truy kích. Đạo hữu, chuyện này là thế nào, ta không hiểu. Lão già lớn tiếng quát, lui lại phía sau. Thấy nắm tay đối phương, dĩ nhiên lão kinh hãi. Cả cuộc đời này, trừ chiến chú sĩ của tiên di tộc, lão chưa bao giờ gặp phải tu sĩ có công kích như vậy. Pháp bảo đều nhanh chóng bị phá hủy, dẫm chân tại chỗ là khe nứt không gian xuất hiện, điều này khiến lão sợ hết hồn. Bản tôn hừ nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động, lại xuất ra một quyền. Lập tức lão già và cô gái bị bao vây bốn phía bởi thần thông như giam cầm. Nhận lấy cái chết, bản tôn quát nhẹ. Lão già trong lòng kêu khổ, hắn nhìn đến cô gái, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng, cắn răng một cái, quát. Tiểu thư, ta mượn pháp đao dùng một lát. Cô gái liền vỗ túi chữ vật, lập tức một đạo ánh sáng trắng lóe ra, lão già bắt lấy. Cầm lấy đao xong, lão già kéo cô gái, cắn vào chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, nhổ vào phía trên thanh đao. Cũng là lúc bản tôn nắm tay ầm ầm dội xuống, mục tiêu là đánh vào đầu lão già. Lão già run lên, lập tức liều mạng, hét lớn một tiếng, đoạn đao trong tay lập tức bay ra, dốc sức dùng đao che phía trước người. Ầm một tiếng vỡ trong trẻo vang lên, trên thân đao lập tức xuất hiện một vết nứt, đồng thời có một mảng bị vỡ bay ra. Lão già áo xanh cắn răng một cái, sắc mặt âm trầm, lộ rõ sợ hãi lùi ra phía sau lấy tốc độ cực nhanh, không ngờ kéo được cô gái mặc lụa trắng thoát khỏi chỗ bị giam cầm. Tiền bối dừng tay, dù muốn giết hai người ta, cũng phải cho biết nguyên nhân. Nữ áo lụa trắng nói nhanh tiếng, nói lộ ra vẻ kinh hoàng. Bản tôn thu hồi nắm tay, mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người. Lập tức bốn phía yên tĩnh dần, chỉ có tiếng gió thổi đánh quần áo phát ra âm thanh, ngoài ra không có tiếng động. Lão già áo xanh trán đẫm mồ hôi khiếp sợ mất hồn. Lão suy nghĩ kỹ lại trong trí nhớ, nhưng không thể nào nhớ ra được đã gặp gã tóc đỏ này khi nào, đã đặc tội gì với đối phương. Hai người các ngươi từ đâu đến? Bản tôn lạnh giọng hỏi. Nữ áo lụa trắng ngẩn ra, nàng không kịp nghĩ vội vàng nói. Vãn bối là người Chu Quốc đi ngang qua nơi đây, đang muốn đi Sở Quốc. Hà cớ gì ngươi phải nói dối, muốn chết hả? Bản tôn trong mắt chợt lóe nhìn về phía hai người, ánh mắt giống như đang nhìn người chết, thân mình hắn chưa di chuyển, chân phải đã đá về phía trước trong nháy mắt. Tiếng động ầm ầm vang lên, lão già lập tức né tránh xong không kịp, hét lớn một tiếng khống chế đoạn đao ngay trước người. Đoạn đao vỡ vụn. Thân mình lão già hóa thành một đạo sao băng, lập tức từ giữa không trung lao xuống. Tiền bối, ngươi và ta không thù không oán, vì sao phải đuổi giết bằng được? Nữ áo lụa trắng, mắt ngấn lệ, run giọng nói. Bản tôn dáng vẻ lạnh như băng, nhìn về phía nữ tử áo lụa trắng. Hai người các ngươi, từ chỗ nào mà đến? Bản tôn vẻ mặt lạnh như băng, chậm rãi nói. Nữ tử áo lụa trắng thân mình run lên, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, không biết lão già áo xanh sống chết như thế nào. Nàng không còn hy vọng nên không dám nói dối, nhẹ giọng nói. Vãn bối từ Tiên Di chi địa đi ra. Từ vùng đất Tiên Di ư? Lúc các ngươi đi là 7 người, vì sao hiện tại chỉ có 2 người các ngươi? Bản tôn quét mắt liếc nữ tử áo lụa trắng một cái, bình thản nói.
Nữ tử áo lụa trắng lại run lên, nàng khiếp sợ nhìn về phía nam tử tóc đỏ càng nhìn càng thấy rất quen, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ gặp. Vãn bối có nỗi khổ trong lòng. Nữ tử áo lụa trắng chua xót nói. Đi theo ta. Bổn tôn liếc mắt nhìn nữ tử áo lụa trắng, xoay người hướng về phía núi rừng Tiên Di bay nhanh. Nữ tử áo lụa trắng do dự một chút, sau đó cùng đi theo. Về phần lão già áo xanh, bản tôn cũng không thèm nhìn chúng của hắn một cước thì lão chết chắc. Lão già áo xanh chẳng qua cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, lại không có bảo pháp bảo vệ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên bổn tôn a lên một tiếng cúi đầu nhìn về phía lão già áo xanh nơi lão rơi xuống. Ở đó, một người bị thương nặng chậm chậm đứng lên, trên người có một luồng khí đen vờn quanh. Bên trong lại có một gốc thực vật có năm lá chập chờn loé sáng. Giữa đám khí đen, lão già áo xanh miệng phun ra máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong. Bản tôn chỉ liếc mắt một cái lập tức sắc mặt âm trầm. Hắn liền quay đầu lại nhìn nữ tử áo lụa trắng. Gương mặt nàng tái nhợt cắt không ra máu trầm mặc không nói. Hóa ra là như thế này, bản tôn lập tức hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Vì sao hai người này không chết mà dễ dàng từ Tiên Di đi ra? Bản tôn nâng lên tay phải lên, chỉ xuống lão già, đang muốn giết chết hắn. Lúc này, nữ tử áo lụa trắng lập tức di chuyển, đứng trước lão già áo xanh, quỳ trên mặt đất, hạ giọng nói. Tiền bối, vãn bối và năm người nữa, chắc chắn có người quen biết ngươi, mong rằng người đừng làm khó bọn ta. Nếu có giết hãy giết ta. Lão già áo xanh dãy dụa đứng lên ngoảnh đầu nhìn về phía bản tôn nói. Muốn giết cứ giết ta. Ta đã sớm không nghĩ muốn sống thêm nữa. Chết ở trong tay tiền bối cũng coi như đã giải thoát. Còn hơn bị người khác luyện thành phù khôi. Chỉ có điều tiểu thư nhà ta không đồng ý để ta chết. Bản tôn ánh mắt chớp động, nhìn hai người một lúc, rồi cách không bắt lấy hai người, bay đi, tiến vào giữa vùng đất Tiên Di. Dọc đường đi, vết thương của lão già áo xanh dần dần hồi phục, chẳng qua gốc thực vật hư ảo kia cứ lấp lóe nơi mi tâm của lão. Nữ tử áo lụa trắng trầm mặc, hai mắt nhắm lại. Rất nhanh, bản tôn đã đi tới hố sâu chỗ chính giữa núi rừng Tiên Di. Sau khi rơi xuống đất, bản tôn đánh một quyền vào hố sâu. Lập tức khe nứt không gian xuất hiện bên trong không gian tối đen như mực. Hắn dùng đầu ngón tay bắn ra, hai giọt máu tươi trúng vào mi tâm của lão già áo xanh và nữ tử áo lụa trắng, hai người bị ném thẳng vào trong khe nứt. Nếu có thể tìm được Vương Lâm bên trong, ta tha cho hai người tội chết. Tiếng của bản tôn dừng ở trong tay hai người, tiếp đó, cái khe biến mất. Bản tôn khoanh chân ngồi ở bên ngoài hố, trầm mặc không nói. Hắn không thể đi vào trong cái khe bởi vì nếu bên ngoài không có người mở lối, vậy thì Vương Lâm sẽ vĩnh viễn bị vây trong hư vô. Nhưng nếu không có người đi vào thì tìm kiếm là quá khó khăn, cho nên hắn mới không giết hai người này. Hắn cố ý lưu lại dấu ấn trong cơ thể hai người, làm cho bọn họ đi tìm Vương Lâm. Bên trong hư vô, Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trên tinh la bàn. Giờ phút này hắn mở to hai mắt, ánh mắt chợt lóe lẩm bẩm. Hóa ra là như thế. Trong mắt lóe ra hàn quang, hắn đứng dậy điều khiển la bàn bay lên không. Thần thức tản ra, tiến vào bên trong hư vô, tìm kiếm hai người. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả ngày nay, Vương Lâm đang điều khiển la bàn bay rất nhanh trong không gian. Bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, hắn liền nhìn thấy ở phía trước cách đó không xa, có hai người cũng đang bay. Đúng là lão già áo xanh và nữ tử áo lụa trắng. Đến giờ phút này, hai người này có chút chật vật, hơi thở suy yếu. Hai người này nhìn thấy Vương Lâm, lập tức mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nữ tử áo lụa trắng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sau đó nàng than nhẹ một tiếng, rồi không nói gì. Vương Lâm lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, thân mình khẽ động bay đến gần chỗ của hai người, tay phải vung lên. Lập tức hai giọt máu tươi từ mi tâm của cả hai bay ra, nằm gọn trong tay Vương Lâm. Tiền bối, ta... Nữ tử áo lụa trắng do dự một chút, hạ giọng nói. Vương Lâm căn bản là không để ý tới hai người lấy máu, song tay phải nhất triệu, tinh la bàn lập tức nằm gọn trong tay, hắn cho vào trong túi chữ vật. Đúng lúc này bổn tôn khoanh chân ngồi ở bên ngoài hố sâu. Bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt lộ ra một tia linh động, hắn xuất ra một quyền vào hư không. Lập tức một khe nứt không gian hình tròn xuất hiện. Khe nứt này xuất hiện bên trong hư vô, ngay chỗ nơi Vương Lâm đang đứng. Nhìn trước mặt mình đột nhiên nứt ra, hắn không có gì kinh ngạc, nhanh chóng bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối hắn và hai người kia không nói qua một lời. Sau khi Vương Lâm bước qua khe nứt, tự nhiên khe nứt biến mất, để lại hai người bên trong hư vô. Khi Vương Lâm ra đến hố sâu ở bên ngoài, cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu lên người. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác còn sống sót khiến hắn thấy nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới hố sâu, thân thể khẽ động. Cả hắn và bản tôn lập tức biến mất. Hôm ấy, Vương Lâm từ vùng đất Tiên Di dừng lại ở ngoài rừng, mở bảo tháp ra, khoanh chân ngồi dưới tháp, nhắm hai mắt lại, bản tôn cùng ngồi như hắn. Một ngày sau cả hai cùng mở mắt. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, xuất ra một quả luân hồi phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn trầm ngâm suy tính mức độ yêu cầu của quả này, hiển nhiên thích hợp với bổn tôn. Đáng tiếc chỉ có một. Vương Lâm ném đi, bản tôn bắt gọn trong tay. Bản tôn bóp mạnh,
lập tức quả này vỡ vụn, bên trong chảy ra một chất lỏng sền sệt màu vàng. Chất lỏng không nhiều lắm, chỉ rất ít, nhưng sau khi chất lỏng đụng tới làn da của bổn tôn, lập tức trên da xuất hiện vết rạn rồi cứ theo vết rạn mà chui vào, trong nháy mắt đã lan tràn khắp nơi. Lúc này, thân thể của bổn tôn như một tấm lưới bằng vàng, toàn thân của hắn là vết rạn. Ban đầu thì cũng không có gì khác thường, nhưng đến lúc này lại phát ra từng trận kim quang. Dần dần kim quang càng ngày càng sáng, cuối cùng theo vết rạn nó dung nhập vào bên trong máu thịt rồi mất dần trong cơ thể của bổn tôn. Vẻ mặt của bổn tôn vẫn không thay đổi, một lúc sau trong mắt hắn xuất hiện chợt lóe một đạo kim quang. Tất cả kinh mạch của hắn bị biến mất, tốc độ hấp thu linh lực thiên địa gia tăng vô số lần. Bây giờ bổn tôn mới chính thức được tính là bộ tộc cổ thần. Về phần quả luân hồi, giờ phút này đã biến mất không còn. Bản tôn đứng lên chân bước một bước chìm vào dưới nền đất, biến mất không thấy. Vương Lâm thở sâu vỗ túi chữ vật một đoạn luân hồi mục bị hắn đem ra trước người. Hắn cầm lấy một khối bắt đầu chế tác tượng gỗ tuế nguyệt. Thời gian cũng như tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Trong Chu gia thôn, Chu Như đã 3 tuổi, nàng sinh ra đã có chút xinh đẹp, nhưng 3 tuổi mà nàng chưa từng nói được. Vì việc này, cha mẹ của nàng đã mời không ít thầy lang thuốc cũng ăn uống không ít, nhưng cuối cùng vẫn thế. Tính tình của Tiểu Chu cũng khác những đứa trẻ trong thôn. Nó không chơi đùa mà cứ ngồi trong sân nhà mình, nhìn lên không trung ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc. Cha của Chu Như là một người đàn ông trung niên hai tay thô ráp, lúc này hắn cũng đang ngồi trong sân thở dài. Vì con gái mà mấy năm nay, hắn mua không ít thuốc quý, tìm rất nhiều thầy lang. Đáng tiếc là đứa nhỏ vẫn không nói lời nào. Chẳng lẽ là cơm điếc sao? Phụ thân của Chu Như thầm than một tiếng. Một ngày nọ có một lão già mặc áo bào của đạo sĩ đi tới thôn Chu gia. Trong thôn mấy vị trưởng bối ra nghênh đón, đồng thời cho gọi tới tất cả trẻ con dưới 6 tuổi. Không lâu sau, 19 đứa trẻ được cha mẹ cùng đưa đến, đi vào chính giữa thôn. Chu Như và cha mẹ cũng đã có mặt. Chu Như có đôi mắt to sắc sảo nhìn xung quanh như mê hoặc. Nàng có chút sợ hãi túm chặt áo của mẹ. Mẹ của nàng ngồi xổm xuống nhẹ giọng vỗ về nàng. Sau đó đến lượt nàng thì một người đàn ông ngẩng đầu, nhìn nàng thấp giọng nói. Như Nhi quá nhỏ, ta xem như hết. Mẹ của Chu Như lắc lắc đầu nói. Thử xem đi, nếu thật sự được lựa chọn đứa nhỏ này về sau sẽ phú quý. Mẹ của Chu Nhi cắn môi dưới không nói gì. Lão già mặc đạo bào kia bộ dạng kiêu căng mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn đã đi rồi mấy thôn rồi, vẫn không tìm thấy được một người nào. Nếu môn phái không quy định, cứ 6 năm các đệ tử đều phải đi tìm cho được người có linh căn, hắn sẽ không xuống núi. Ở Chu gia thôn 6 năm trước hắn đã tới, 12 năm trước cũng đã tới, đều chưa phát hiện được đứa nhỏ nào có linh căn. 6 năm trước ở Lưu gia thôn phát hiện được đứa nhỏ có linh căn, lần này lại đi không biết còn có thể gặp được một đứa như thế. Nếu tìm được như vậy là có thể đến được 3 khối trung phẩm linh thạch. Lão già thầm nhủ liếc mắt qua đám trẻ, mày càng mặt nhăn nhó trong mắt đầy vẻ thất vọng. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng ở Chu Như lập tức giật mình, hắn bước tới vài bước đến bên cạnh Chu Như, tay phải điểm tại trán nàng một chút, lập tức mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ. Đứa này, trời sinh có được linh lực bách mạch đều thông tử quang thấu thể, tốt. Lão già nhìn chằm chằm Chu Như, mắt hắn nhìn như thể không phải nhìn đứa trẻ, mà là nhìn một khối thượng phẩm linh thạch trong veo, lóng lánh. Chỗ môn phái hắn tuy nhỏ, nhưng phụ thuộc vào Vân Thiên Tông để tồn tại, bên trong môn phái có một chút linh thạch. Trưởng môn tuy bình thường keo kiệt, nhưng vẫn thưởng rất lớn đối với người tìm được đệ tử có tư chất tuyệt hảo. Đứa bé này ta muốn. Lão già cười ha hả, nói với một số trưởng bối trong thôn. Chu Như ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bám chặt lấy góc áo của mẹ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét. Mẹ của Chu Như vẻ mặt không đành lòng ôm lấy Chu Như, nhìn sang chồng mình với ánh mắt cầu xin. Cha của Chu Như trầm mặc một chút thấp giọng nói. Đạo trưởng, đứa nhỏ này bẩm sinh câm điếc. Câm điếc? Không có quan hệ gì. Tay phải lão già bắn ra, thân hình của mẹ Chu Như bỗng run lên, lui về phía sau mấy bước. Lão ta ôm lấy Chu Như cười nói. Tốt lắm, ngươi đi với ta. Chu Như lộ ra vẻ sợ hãi, thân mình run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô bé chỉ mới là một đứa trẻ 3 tuổi, trong lòng nó giờ phút này thấy cực kỳ sợ hãi. Cha của Chu Như cắn răng một cái đang định nói chuyện, bỗng nhiên lão già nhớn mày quay đầu nhìn lại lãnh đạm nói. Đứa nhỏ nhà ngươi có thể được ta nhìn chúng là phúc khí của các ngươi, đừng có ồn ào. Lúc này, mấy lão nhân trong thôn cũng bước lên khuyên giải cha mẹ của Chu Như. Lão già kia hừ nhẹ một tiếng nói. Lão cũng không đoạt đứa nhỏ của các ngươi mà là mang đến cho nó một vận may cực lớn, ngày sau các ngươi còn có lúc gặp lại nó. Nói xong, thân mình hắn chuyển động, hướng về cổng thôn đi ra. Dưới sự kinh hoàng, Chu Như liền khóc thét lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cha, mẹ. Một thanh âm non nớt đột nhiên từ trong miệng cô bé truyền ra. Lão già ngẩn ra, cười ha hả nói. Hóa ra không phải là câm điếc, như thế càng tuyệt. Con. Nước mắt của người phụ nữ chảy dài, muốn đuổi theo thì bị cha Chu Như ngăn lại. Hắn ngơ ngác nhìn theo hướng lão đạo biến mất, hạ giọng nói. Có thể được lựa chọn là phúc khí của con bé. Lão già kia đi ra khỏi cổng thông, càng nhìn càng hưng phấn, lẩm bẩm. Một khối thượng phẩm linh thạch. Ha ha,
có khối thượng phẩm linh thạch này ta có thể trùng kích trúc cơ trung kỳ. Đứa nhỏ, lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này khi ngươi trưởng thành, lão phu sẽ thu ngươi làm đồ đệ là được. Hắn đang định xuất ra phi kiếm bay trở lại môn phái, đột nhiên Chu Như cắn vào cánh tay lão già một cái. Tuy nhiên một đứa trẻ 3 tuổi thì có được mấy sức lực. Nhưng lão già cũng nhớn mày, hừ nhẹ một tiếng nói. Nhóc con này, ngươi không muốn lòng tốt của ta sao? Nói xong tay trái hắn vung ra định tát Chu Như một cái để cho nó một ít giáo huấn, để trên đường đi nó khỏi khóc sụt sịt coi như chính mình cướp đi một con búp bê mà thôi. Ngươi dám? Tay lão già vừa giơ lên đột nhiên toàn thân phát lạnh, toàn thân toát ra mồ hôi chảy ròng ròng. Ở phía trước hắn một thanh niên áo trắng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Lão già vội vàng buông Chu Như ra, cung kính nói. Tiền bối, vãn bối. Không chờ hắn nói xong, Vương Lâm vung tay áo lên thân mình lão già giống như bị một cỗ cuồng phong thổi bay, biến mất ở phía xa xa. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Chu Như. Từ một năm trước hắn để Thiết Nham về Vân Thiên Tông, còn chính mình tự thân thủ hộ Chu Như. Cảnh tượng hôm nay hắn đã nhìn thấy hết, vốn định lập tức ra tay nhưng hơi cân nhắc một chút liền dừng lại. Chờ đợi lão đạo đem Chu Như từ bên người cha mẹ cô bé đi ra rồi mới xuất hiện. Nhìn thấy Vương Lâm, vẻ sợ hãi trong ánh mắt của Chu Như liền biến mất, thay vào đó là một cỗ mê man thật sâu. Thúc, 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 thanh âm của Chu Như thanh thúy nói. Thúc thúc, Vương Lâm than nhẹ dịu dàng nói. Cùng đi với thúc thúc nhé. Vẻ mê man trong mắt của Chu Như càng đậm. Cô bé nhìn Vương Lâm không hiểu vì sao vị thúc thúc trước mặt này khiến cô bé có cảm giác cực kỳ không muốn rời xa gật gật đầu. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, ôm lấy Chu Như, vung tay lên, một đạo linh quang bao bọc lấy cô bé như sợ gió lạnh trong khi phi hành sẽ khiến cô bé đông lạnh. Thân mình hắn nhảy lên ôm lấy Chu Như dần biến mất ở phía chân trời. Dưới tiên ngọc bảo tháp, Vương Lâm ôm Chu Như xuất hiện ở nơi đây, bên cạnh có một tòa nhà bằng đá so với năm đó vẫn như cũ. Về đến nhà rồi. Vương Lâm buông Chu Như xuống, hạ giọng nói. Chu Như im lặng gật đầu, đôi mắt to tò mò nhìn bốn phía nhưng cũng không đi sờ soạng lung tung, chỉ đứng ở bên người Vương Lâm. Bất kể Vương Lâm đi đâu cô bé đều dán chặt sau người hắn. Dù là Vương Lâm ngồi xuống, cô bé cũng sẽ im lặng ngồi bên cạnh ánh mắt hiện lên một tia mê man. Ban đêm, khi Chu Như ngủ rồi, Vương Lâm ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Như đang ngủ mơ, hạ giọng nói. Uyển Nhi, hiện tại nguyên anh của ngươi không ổn định, trí nhớ không thể hồi phục. Đợi ngươi đến 19 tuổi tự nhiên sẽ khôi phục lại. Hắn nhìn Chu Như, cảnh tượng năm đó của hắn và Lý Mộ Uyển lần lượt hiện về trong đầu hắn. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm đắp chăn cho Chu Như rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chu Như không như hắn, chỉ cần ngồi xuống là có thể bổ sung những nhu cầu của cơ thể. Đối với một đứa bé 3 tuổi, thực vật chính là thứ thiết yếu để cho thân thể nó phát triển. Vương Lâm ở ngoài nhà đá, dùng pháp thuật tạo ra một gian nhà bếp. Trong gần 500 năm qua hắn chưa từng làm cơm. Sau khi đi ra ngoài một chuyến mua về số lượng lớn các loại thực vật, tự thân Vương Lâm làm cơm cho Chu Như. Sáng sớm Chu Như mở ra hai mắt, cái đầu tiên nhìn thấy đó là Vương Lâm đang đả tọa bên cạnh cô bé. Nó chống cằm im lặng nhìn Vương Lâm. Vương Lâm mở ra hai mắt xoa xoa đầu Chu Như cười nói. Có đói bụng không? Chu Như gật gật đầu. Tay phải Vương Lâm triệu hồi, một bát cơm bay lại trong tay, đưa cho Chu Như ăn. Nó mở to hai mắt, nói. Thúc thúc, cái bát này sao lại bay được? Vương Lâm mỉm cười, không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm chìm đắm vào cuộc sống như thế. Qua từng ngày Chu Như chậm rãi lớn lên, một cảm giác như năm đó hắn hóa phàm dần dần dâng lên trong lòng hắn. Đó là một chút yên bình, một chút bình thản. Một ngày nọ Vương Lâm đang đả tọa thổ nạp, bỗng nhiên trong gian nhà đá truyền lên một tiếng thét kinh hãi. Vương Lâm lóe lên lập tức tiến vào trong phòng. Chỉ thấy Tiểu Như Nhi nằm trên giường tấm chăn bị cô bé đạp sang một bên. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt trên khuôn mặt lộ ra vẻ vật lộn. Tay phải của Vương Lâm đặt lên mi tâm của Chu Như, chậm rãi đưa vào một tia linh lực. Dần dần Chu Như dần bình phục, mở hai mắt ra. Ánh mắt của cô bé sáng như sao. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, cô bé lập tức khóc òa lên thút thít. Vương Lâm không khỏi mỉm cười. Hóa ra cô bé gặp ác mộng. Trong giấc mơ cô bé rơi vào một chỗ tối om nhìn không thấy gì cả. Cha mẹ bỏ rơi cô bé, thúc thúc cũng bỏ đi, chỉ còn lại một mình cô bé. Cầm lấy cái này, sau này nếu ngươi gặp những chuyện như vừa rồi, ngươi hãy lắc cái chuông lên. Từ trong túi trữ vật Vương Lâm lấy ra một cái chuông, đặt trong tay cô bé. Cái chuông này chính là lấy được của Khâu Tứ Bình. Sau mấy ngày nghiên cứu, phát hiện chiếc chuông này cùng một loại với kiện linh đăng pháp bảo của thượng cổ tu sĩ trước đây. Sau khi nghiên cứu, từ ba cái chuông này Vương Lâm phát hiện ra mấy cái ấn quyết. Sau khi nếm thử phương pháp sử dụng một chút, hắn rất vừa lòng với uy lực của nó. Càng đặc biệt là giữa ba cái chuông này có được một sự liên hệ kỳ lạ. Chỉ cần rung chuông bất kể là ở nơi nào hắn đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Mặt khác, từ trong túi trữ vật của Khâu Tứ Bình, Vương Lâm còn phát hiện ra một cái vỏ kiếm. Khi thấy được vỏ kiếm này, Vương Lâm lập tức lấy ra ba cái vỏ kiếm trong túi trữ vật của mình. Sau khi so sánh bốn cái vỏ kiếm này giống nhau như đúc, chỉ có hoa văn trên đó có chút khác biệt.
Năm tháng dần trôi, nháy mắt đã qua 2 năm. Chu Như đã được 5 tuổi. 2 năm này Vương Lâm không ít lần phải dở khóc dở cười. Cô bé không còn như trước kia cứ hay im lặng mà đã bắt đầu có chút bướng bỉnh. Những khi Vương Lâm không bên cạnh, cô bé liền đem chuông ra chơi đùa. Chỉ cần cái chuông thoáng động, Vương Lâm sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô bé. Đối với hành vi này của đứa nhỏ, Vương Lâm có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì. Tuy nhiên sau vài lần Chu Như cũng linh mẫn nhận ra sẽ không rung lên nữa mà đem nó nâng niu để trong lòng ngực, luôn đặt bên người coi như là một bảo bối. 2 năm này Vương Lâm cũng có một lần mang cô bé trở lại gặp cha mẹ, chẳng qua là lúc cha mẹ cô bé đã ngủ say. Một ngày nọ Vương Lâm đã tọa bên ngoài gian nhà đá, khi mở mắt ra thấy Chu Như đang rón ra rón rén từ trong bảo tháp đi ra, trong tay cô bé cầm một cái bát. Sau khi thấy Vương Lâm, cô bé nhè lưỡi ra một cái chạy đến bên cạnh hắn nói: "Thúc thúc, vừa rồi con đến gặp thần tiên tỷ tỷ nhưng cô ấy không ăn cơm." Khi Chu Như được 4 tuổi, cô bé trộm chạy lên nhìn thấy nữ thi áo trắng trên bảo tháp. Sau đó, cô bé cứ ghi nhớ trong lòng, thỉnh thoảng còn chạy lên nhìn nữ thi này, không hề biết đến sợ hãi. Thậm chí có một lần, cô bé mang theo bát cơm mà Vương Lâm đưa cho muốn đem cho nữ thi này ăn. Đối với việc này, Vương Lâm lại dở khóc dở cười, nhưng cũng không trách mắng cô bé. Dù sao Chu Như còn nhỏ tuổi, hết thảy mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Chẳng qua chuyện ăn uống này, hắn cũng phải giải thích một phen cho Chu Như, nhưng cuối cùng Chu Như vẫn không rõ vì sao tỷ tỷ áo trắng lại luôn ngủ không ăn cơm. Thần tiên tỷ tỷ không ăn cơm, lần sau không cần mang cơm lên cho tỷ ấy nữa. Vương Lâm bất đắc dĩ nói, hắn cảm thấy chuyện này có chút loạn rồi. Không ngờ cô bé Chu Như lại gọi nữ thi kia là thần tiên tỷ tỷ, gọi mình là thúc thúc. Nếu một ngày kia, Chu Giật từ Đại La Tinh trở về không biết khi nghe được như thế sẽ có biểu tình như thế nào. Thế nàng không đói bụng sao? Nếu một ngày con mà không ăn cơm thì sẽ thấy rất đói. Tiểu Như Nhi mở to đôi mắt tròn to của cô bé thấy khó hiểu hỏi. Sau đó lại nói, con đem bát cơm đặt bên cạnh tỷ để khi nàng tỉnh dậy sẽ ăn. Thúc không được cản con đâu đó. Vương Lâm cười khổ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động nhìn về phía xa xa trong miệng nói, Tiểu Như Nhi, vào trong tháp. Người xấu lại tới nữa sao? Bọn họ thật đáng ghét, cuối cùng vẫn tới. Chu Như Nhu thuận gật đầu, cầm lấy bát cơm, đi vào lại trong tháp. Ở một năm trước, lục tục có những tu sĩ đến từ các tu chân quốc khác dùng chiêu bài khiêu chiến muốn đánh một trận với Tằng Ngưu. Đối với những người này, ban đầu Vương Lâm cũng không để ý, mở ra bảo tháp ý cảnh khiến những người này căn bản không thể tiến vào. Nhưng những người này không những không biết chừng mực lại càng làm càn. Tuy không vào được nhưng lại chiếm cứ ở những đỉnh núi xung quanh, trắng trợn múa máy pháp bảo công kích về nơi này. Có một lần vào ban đêm, Chu Như đang ngủ thì bị tiếng động của những pháp bảo này làm cho bừng tỉnh, khóc òa lên. Lúc ấy, thân mình Vương Lâm chợt lóe lên đạp chân bước ra ngoài. Khi trở về bên ngoài sương cốc hiện ra 7 cái đầu lâu với đầy máu. Từ đó về sau, vào ban đêm bên ngoài tuyệt đối không có tiếng động nào. Chẳng qua người khiêu chiến vẫn đến không dứt, thậm chí còn có một số hóa thần kỳ tu sĩ đã thành danh. Sau lần đó, đối với những người khiêu chiến, Vương Lâm tuyệt đối không lưu thủ, tới một người giết một người. Dần dần những người khiêu chiến ngày càng ít, tuy vậy vẫn còn một số. Tằng Ngưu, Liêu Phàm của Tuyết Vực Quốc mang vũ phiến dư bảo cho ta. Một thanh âm cực kỳ lạnh lẽo từ trong thung lũng chậm rãi truyền đến. Tuyết Vực Quốc. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, dẫm chân bước về phía trước, chỉ mấy bước đã đi ra đến thung lũng. Chỉ thấy ở bên ngoài có một thanh niên đứng đó. Hắn mặc một chiếc áo dài màu xanh nước biển. Tướng mạo tuy bình thường nhưng vẫn tản mát ra một cỗ băng lãnh. Đôi mắt của người này sáng ngời, làn da trong suốt như băng. Hắn tùy ý đứng đó nhưng trong vòng trăm trượng xung quanh, hắn lập tức giống như bị hàn phong thổi qua, đem không khí ấm áp toàn bộ cuốn đi. Sau khi thấy Vương Lâm đi ra, trong mắt người này ánh lên một tia hàn mang, ôm quyền nói: "Tằng Ngưu, vũ phiến dư bảo lấy ra đi." Vương Lâm quét mắt nhìn thanh niên này, tu vi của đối phương là hóa thần trung kỳ. Hắn vỗ túi chữ vật, hai cái lông chim xuất hiện trên tay bị hắn vung ra, hóa thành hai đạo vòng cung. Ầm một tiếng, chúng đâm vào vách đá nơi thung lũng, chỉ còn lộ ra một chút hơi rung rung. Thân mình người thanh niên khẽ động, lập tức hướng về phía vách núi phóng tới. Tay phải của Vương Lâm vỗ lên túi chữ vật một cái, trong tay hắn xuất hiện hai cái chuông. Hắn rung lên, lập tức vang lên những tiếng đinh đang. Thanh âm này cực kỳ trong trẻo, hóa thành sóng âm khuếch tán ra bốn phía. Liêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, tay phải bấm quyết điểm sang bên cạnh. Bạch quang lóe ra từng đạo băng đao sắc bén, vô thanh vô tức xuất hiện bị hắn vung lên. Những lưỡi băng đao này lập tức phát ra tiếng xé gió, huy vũ chép về phía Vương Lâm. Vương Lâm cười lớn một tiếng, thân mình không lùi mà tiến lên, ném hai chiếc chuông trong tay ra. Ở giữa không trung bỗng nhiên bành trướng, từng trận âm thanh bang bang từ bên trong trào ra. Những lưỡi băng đao huy vũ lao đến chưa kịp tới gần đã có dấu hiệu vỡ vụn, trong tiếng bang bang lập tức tiêu tán. Thậm chí vách đá của thung lũng cũng xuất hiện tầng tầng vết rạn nứt dưới sóng âm của tiếng chuông. Thần sắc của Liêu Phàm vẫn như thường, hắn sớm nghe nói rằng Tằng Ngưu rất lợi hại nên vâng mệnh tới đây. Vốn không phải vì vũ bảo mà là nhằm dò xét. Thân mình hắn rơi xuống đất, hàn mang trong mắt chợt lóe lên, tay kết ấn, đẩy mạnh về phía trước.
từng trận bạch mang chớp động không ngừng trên thân thể hắn. Theo lực đẩy của hắn, những bạch mang này lập tức phát ra khỏi thân thể, lập tức hóa thành một cái hư ảnh thật lớn trước người. Hư ảnh này không phải là Tuyết Liên Ngọc Băng Tiên mà Vương Lâm đã quen thuộc, mà là một lão già khoanh chân ngồi. Một khắc sau khi biến ảo ra, hư ảnh lão già này mở mắt. Ngay khi hắn mở mắt ra, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải bấm quyết, đánh ra một đạo linh quyết ấn lên trên cái chuông. Lập tức hai cái chuông nhanh chóng xoay tròn, không ngừng va chạm với nhau. Đây đúng là một phương pháp sử dụng pháp bảo này mà Vương Lâm sau khi nghiên cứu nó khám phá ra. Hai chiếc chuông xoay tròn va chạm với nhau, thanh âm lại càng mãnh liệt. Thân mình Lưu Phàm chủ động rời ra sau mấy trượng, thân mình mới đứng vững lại, nhìn chằm chằm vào hai cái chuông kia, trong miệng quát khẽ. Hư ảnh của lão già được biến ảo ra lập tức nâng cánh tay lên, điểm về phía Vương Lâm. Toàn bộ hư ảnh co rút lại hóa thành một đạo huyễn khí, bỗng nhiên đâm tới Vương Lâm. Nó bay nhanh như tia chớp. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân mình biến mất tại chỗ, hiện ra ở trên bầu trời. Nhưng hư ảnh hóa thành đạo huyễn khí này cũng như có được linh tính, đột ngột từ dưới mặt đất lao thẳng lên. Tằng Ngưu, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì hôm nay hãy chịu chết đi. Liêu Phàm chăm chú nhìn Vương Lâm cười lạnh nói. Tay phải hắn vỗ túi chữ vật xuất ra một cái đồng chung. Phía trên đồng chung này có 12 con số lần lượt đại biểu 12 tháng trên Chu Tước Tinh. Dưới từng tháng này còn có vô số ký hiệu rất nhỏ, đại biểu cho từng ngày trong 12 tháng. Tay trái hắn vỗ lên đồng chung, lập tức những con số này chậm rãi chuyển động. Con số đại biểu cho tháng 8 lóe lên ánh sáng màu xanh, ngay sau đó những ký hiệu tiếp theo cũng theo đó lóe lên. Hôm nay là ngày 9, tháng 8. Tằng Ngưu, đây đúng là ngày chết của ngươi. Liêu Phàm nói xong ném ra đồng chung trong tay, lập tức biến ảo thành một cái quỷ chảo thật lớn. Bên trong quỷ chảo có hai đạo kim quang không ngừng lóe ra, thần sắc của Vương Lâm thủy chung vẫn như thường, tay phải hắn bấm quyết, điểm cách không vào cái chuông. Lập tức hai cái chuông đang xoay tròn đụng vào nhau ầm ầm vỡ nát ra. Vô số mảnh nhỏ bỗng nhiên dựng lên giữa không trung, nhanh chóng chuyển động quanh người Vương Lâm. Trong miệng Vương Lâm thốt nhẹ. Lập tức những mảnh nhỏ thu lại, bao lấy người Vương Lâm hình thành một chiếc khải giáp lấp lánh màu xanh, trên cái khải giáp này còn có đồ án của hai chiếc chuông. Đối mặt với đạo huyễn khí do hư ảnh lão già kia biến áo thành, Vương Lâm cũng không thèm né tránh, tùy ý nó đâm vào phía trên áo giáp. Lập tức trên mặt áo giáp xuất hiện vô số gợn sóng nước li ti chấn động, làm suy yếu đi đạo khí hư ảo này. Nó chấn động thêm cái nữa, đạo khí này tan biến. Âm ba linh giáp này quả là hiệu quả. Vương Lâm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Liêu Phàm. Lúc này quỷ chảo do đồng trung kia biến hóa thành đã chụp đến. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, tay phải vỗ lên túi chữ vật, lập tức trên tay xuất hiện một thanh kiếm tiên chém xuống một cái. Quỷ chảo tức khắc tan nát, đồng trung cũng phát ra mấy tiếng rắc rắc, xuất hiện một vết nứt. Ngay cả Liêu Phàm phía sau trên ngực cũng xuất hiện tiên huyết, đạp chân lui ra sau mấy bước, tay phải vội ôm lấy ngực, trên mặt đã tái nhợt. Nhưng hai mắt hắn cũng hiện lên vẻ như đã đạt được mục đích, cười điên cuồng nói: "Tằng Ngưu chịu chết đi." Vương Lâm nhướng mày. Đúng lúc này chỗ vết nứt trên đồng trung bỗng truyền ra một tiếng gào rít. Ngay sau đó càng có thêm nhiều vết nứt xuất hiện. Đột nhiên một cánh tay héo khô từ bên trong vươn mạnh ra rung lên. Toàn bộ đồng trung hóa thành những mảnh sắt vụn, dần dần vỡ ra. Chỉ còn lại một đoàn khí màu đen giống như ngọn lửa chập chờn. Tay phải Vương Lâm bấm quyết vung lên phía trước, một cỗ quái phong lập tức quét ra, ngọn lửa hắc khí lập tức bị thổi bay ra ngoài ba thước. Lộ ra một cánh tay cụt héo khô bên trong, lơ lửng giữa không trung. Hắc khí chính là từ trên cánh tay cụt này tràn ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tiên kiếm trong tay lại chém xuống. Phịch một tiếng, hắc khí phía trên cánh tay lập tức bay lại che phía trước cánh tay cụt. Nhưng kiếm quang cũng xuyên thấu qua hắc khí, chém xuống cánh tay. Lập tức, đoạn trên của cánh tay xuất hiện một đạo vết thương. Một trận gào rít từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó từ miệng vết thương lập tức tràn ra rất nhiều hàn khí. Đám hắc khí này quỷ dị dao động, không ngờ hóa thành hình một người. Đây là một bóng người không có diện mạo, chỉ có thể nhìn từ vị trí hai con mắt có hai luồng u quang. Vẻ mặt của Vương Lâm ngưng trọng, tên Liêu Phàm này là một địch thủ hiếm gặp. Dù chỉ là hóa thần trung kỳ nhưng pháp bảo lại nhiều vô kể, tu sĩ như thế khó đối phó cực kỳ. Hình người do hắc khí hóa thành há ra một cái mồm to giống lên một tiếng rít gào, thân hình khẽ động hướng về Vương Lâm đánh lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân mình chưa tới mà hàn khí đã lập tức tản đến. Một cỗ cảm giác nguy cơ từ đáy lòng Vương Lâm dâng lên. Đám cỏ trên mặt đất ngoài sơn cốc lập tức hóa thành băng tinh, bị làn gió thổi qua nháy mắt đã tan thành đám bụi phấn màu lam. Thậm chí cả những vách đá bốn phía quanh thung lũng dưới sự tấn công của hàn khí cũng bị bao trùm bởi những mảnh băng nhỏ màu lam. Loại hàn khí này còn lạnh hơn mấy lần so với cái lạnh của băng tuyết. Khí tức điên cuồng này nổi lên nháy mắt đã bao phủ lấy Vương Lâm. Hàn khí nhập thể khiến máu huyết hắn cũng gần bị đóng băng. Nháy mắt khi nhận ra được khí tức này, tâm thần Vương Lâm chấn động. Hai mắt hắn lập tức sáng ngời. Cỗ khí tức này hắn rất quen thuộc, rõ ràng chính là khí tức âm hàn độc nhất vô nhị do tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết mà có. Chỉ có điều, âm hàn khí của đối phương so với tu luyện của chính mình thì cường đại hơn vô số lần. Chỉ có năm đó, khi Tư Đồ Nam lấy thân thể hắn thi triển thì mới có thể so sánh được với nó.
thân mình Vương Lâm lập tức lui về sau, đồng thời tay phải bấm quyết điểm về phía trước. Lập tức băng viêm đạt được từ tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu quyết lâu nay ít khi sử dụng, từ trong cơ thể chuyển động theo đầu ngón tay hiện ra. Đó là một ngọn lửa màu thâm lam, không phải phát ra sóng nhiệt mà là hàn khí. Nháy mắt khi băng viêm xuất hiện, khí tức âm hàn trong cơ thể Vương Lâm lập tức tiêu tán. Ngay cả âm hàn bốn phía cũng lập tức hóa thành từng đạo hắc khí bị băng viêm hấp thu. Bóng người do hắc khí hóa thành tấn công đến lập tức dừng lại, u quang trong hai mắt nhanh chóng chớp lên. Nhìn chằm chằm vào băng diễm, từ trong miệng truyền ra một thanh âm khàn khàn. Hoàng Tuyền băng viêm, dù là sư phụ của lão phu năm đó lưu lại Hoàng Tuyền đạo, cũng không thể luyện ra băng viêm tinh thuần như thế. Rốt cục ngươi từ đâu mà có được Hoàng Tuyền Thăng Khiếu quyết? Thân mình Vương Lâm lập tức lui về phía sau. Chỉ vài bước đã đi vào phạm vi của bảo tháp trong thung lũng mới dừng lại. Ngươi là ai? Khi nghe được thanh âm phát ra từ hắc khí, lấy tâm thần của hắn đã tu luyện trên 500 năm vẫn không tự chủ được rơi vào chấn động. Loại rung động này gần như chưa bao giờ hắn từng trải qua. Da đầu Vương Lâm có chút run lên, thanh âm này rất quen thuộc. Không quản ngươi từ chỗ nào đạt được, hôm nay đều phải chết. Lão Phu, Từ Đồ Nam. Bóng người hắc khí kia nói xong tốc độ cực nhanh đã tiến đến, xông vào trong phạm vi của bảo tháp, tay phải hướng về đầu của Vương Lâm quét đến. Vương Lâm áp chế khiếp sợ ngập trời trong lòng, miệng hét lớn. Lùi. Lập tức MOT tia thần niệm tu vi vấn đỉnh của Chu Dật từ trong bảo tháp truyền ra. Bóng người do hắc khí hóa thành như bị va chạm thật mạnh, cứng rắn dừng lại ba tấc trước người Vương Lâm. Hắn không cam lòng hét lớn một tiếng, thân mình hướng ra phía ngoài lao đi. Trong lúc lao ra hắc khí dần tiêu tan, chỉ còn lại một cánh tay cụt nắm lấy Lưu Phàm đang khiếp sợ, nhìn cảnh tượng vừa rồi biến mất ở bên ngoài sương cốc. Vương Lâm kinh ngạc nhìn thân ảnh đối phương dần khuất xa lẩm bẩm. Từ Đồ Nam, không có khả năng tại sao lại như thế. Tâm thần hắn đại loạn tay phải triệu hồi đem lông chim thu lại, mơ màng đi về bên trong thung lũng. Ngồi dưới bảo tháp, hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Những cảnh tượng lúc còn một chỗ với Từ Đồ Nam lần lượt hiện lên trong đầu. Từ Đồ Nam, hắn nói hắn chính là Từ Đồ Nam. Từ trong bảo tháp, Chu Như lộ cái đầu nhỏ ra sau khi liếc nhìn Vương Lâm một cái liền nhu thuận đi ra. Ngồi đối diện với Vương Lâm, mấy năm nay chưa bao giờ nàng nhìn thấy thúc thúc này có biểu tình như thế. Như là mê mang lại như đang hồi tưởng ký ức. Ngồi một hồi Chu Như đứng lên chớp mắt rón ra rón rén chạy đến gian bếp. Khi đi ra trong tay cô bé có một cái bát lớn bên trong đầy thức ăn. Thúc thúc không cho ta để thần tiên tỷ tỷ ăn thì ta sẽ lặng lẽ đi vậy. Nàng đi vòng ra phía sau Vương Lâm, chui vào bảo tháp, lập tức reo lên một tiếng. Từ Đồ Nam, ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, tay phải điểm lên mi tâm. Hắn lập tức hóa thành ánh sáng bảy màu biến mất tại chỗ. Bên trong thiên nghịch không gian, những vật sáng kỳ dị bốn phía vẫn như cũ. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt qua một cái, sau khi hiện ra liền đạp bước đi tới. Không lâu sau hắn liền đi đến chỗ nguyên anh của Từ Đồ Nam. Nguyên anh thật lớn của Từ Đồ Nam ở bên cạnh hồn phách của cha mẹ hắn, phát ra ánh sáng dịu dịu, khiến cho tâm tình của Vương Lâm cũng dần bình ổn lại. Hắn hướng về hồn phách của cha mẹ dập đầu. Yên lặng một hồi lâu rồi mới chuyển ánh mắt nhìn sang nguyên anh của Từ Đồ Nam. Từ Đồ Nam khoanh chân ngồi đó hai mắt nhắm chặt, trên người vẫn ảm đạm như trước. Tuy thời gian trôi qua rất lâu cũng chỉ có thể coi là khôi phục được tí chút mà thôi. Vương Lâm nhìn Từ Đồ Nam, lẩm bẩm nói. Nguyên anh của Từ Đồ Nam ở đây, như vậy người nọ vì sao lại tự nhận chính mình là Từ Đồ Nam? Chẳng lẽ là người trùng tên trùng họ? Nhưng nếu thế thì sao đối phương cũng có thể sử dụng Hoàng Tuyền Thăng Khiếu quyết? Vương Lâm trầm mặc, lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Từ Đồ Nam từng nói qua, hắn cùng với vài vị tu sĩ đến từ bên ngoài Chu Tước Tinh tranh đoạt Thiên Nghịch Châu. Sau đó thân thể bị phá nát không thể không vứt bỏ, nguyên anh thì tiến vào bên trong Thiên Nghịch Châu mới tránh được một kiếp. Ánh mắt Vương Lâm ngày càng sáng lên, nhớ tới cánh tay cụt vừa rồi, hắc khí là từ đoạn trên cánh tay tán phát ra. Bóng người tự xưng là Từ Đồ Nam cũng là từ đoạn trên của cánh tay cụt kia biến ảo ra. Có thể thân thể của Từ Đồ Nam bị người ta lấy đem luyện hóa, do đó sinh ra một tia thần thức. Trong lòng Vương Lâm táo tợn thầm đoán, nhưng cũng không xác định được. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nhìn nguyên anh của Từ Đồ Nam, cười khổ nói. Từ Đồ Nam tiền bối, cái kia nếu đúng là đoạn tay cụt của ngươi thì ngược lại ta cũng có chút tin tưởng lời trước đây. Ngươi nói với ta rằng ngươi là đệ nhất cao thủ của Chu Tước Tinh. Vương Lâm lắc đầu. Từ trước tới nay, hắn vẫn thủy chung không quá tin lời nói của Từ Đồ Nam. Hơn nữa, càng tu luyện, ý nghĩ này càng sâu sắc. Danh hiệu đệ nhất cao thủ của Chu Tước Tinh vốn đã định rồi. Trừ khi năm đó Chu Tước Tử thừa nhận, nếu không Từ Đồ Nam không thể là cao thủ đệ nhất được. Hơn nữa, Từ Đồ Nam ở trong thiên nghịch không gian đã vô số năm. Dù năm đó hắn thực sự là đệ nhất cao thủ thì hiện tại, với ngần ấy năm trôi qua, sợ giờ cũng không có đủ khả năng nữa. Trầm mặc một lúc, Vương Lâm lại than lên một tiếng rồi ra khỏi thiên nghịch không gian. Tuyết Vực Quốc. Băng Tuyết Thần Điện là một tòa cung điện được chế tác hoàn toàn từ băng tuyết. Một người đàn ông thoạt nhìn cực kỳ bình thường đang ngồi ở ghế trên. Trước người hắn có MOT bộ đồ uống trà màu đỏ sậm. Phía dưới có hai người, một nam một nữ đang đứng. Tóc của cả hai đều bạc trắng, đứng thẳng bất động.
Người đàn ông trung niên cầm lấy ống trúc một bên, nhẹ nhàng đổ ra một đám lá trà, tay phải cầm một khối băng một bên đặt bên trong ấm trà. Hắn điểm một cái, khối băng lập tức hòa tan, trở nên sôi bùng lên. Một mùi vị đắng chát lập tức từ trong ấm trà dâng lên, tràn ngập ra cả toàn bộ đại sảnh. Người đàn ông trung niên cầm lấy ấm trà, đem toàn bộ nước bên trong đổ ra, rồi lại cho một khối băng khác vào. Sau khi thúc dục khiến nó sôi lên, một cỗ mùi hương kỳ dị lập tức dâng lên, đem mùi vị đắng chát trong đại điện xua tan hoàn toàn. Toàn bộ đại điện bị một mùi hương nồng nàn bao phủ, thậm chí ở bên ngoài đại điện, mùi hương này cũng không tiêu tán. Hương vị của Thiên Khuyết Vũ Ti, dù mỗi ngày đều được thưởng thức cũng không chút nhàm chán. Đáng tiếc loại trà này quá ít, ở Chu Tước quốc ta cũng chỉ ngẫu nhiên được tặng một ít mà thôi. Vận khí của hai người các ngươi không tồi, lại đây nhấm nháp một chút đi. Người đàn ông trung niên nói xong, cầm lấy ấm trà rót ra ba chén. Một ấm trà chỉ có thể phân ra ba chén, còn lại cũng không bao nhiêu. Hai người phía dưới liền bước lên trước, đều tự cầm lấy một chén cẩn thận thưởng thức. Chẳng qua lão bà kia cũng không tập trung. Sau khi uống một ngụm không ngại ngần nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên nói. Tông chủ, trà cũng đã uống rồi, mời người ra tay bắt giết tên Tằng Ngưu kia. Người đàn ông trung niên có chút đau lòng khi thấy lão bà đã lãng phí mất một chén trà thở dài. Tên Tằng Ngưu kia chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nếu không phải từ trên Chu Tước Sơn đưa tin, không cho người ta động đến hắn, đã sớm có người đến lấy đi tính mạng của hắn rồi. Nhưng là không ngờ hắn dám chặt đi một tay của Hồng Điệp. Hồng Điệp là hy vọng của Tuyết Vực quốc chúng ta. Tông chủ người đừng quên, sở dĩ người có thể đạt đến anh biến kỳ chính là nhờ có Hồng Điệp. Lão bà kia ngẩng đầu lên nói. Về phần lão già bên cạnh lại cứ cúi đầu uống trà, một chữ cũng không thốt ra. Ánh mắt của người đàn ông trung niên dần dần lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào lão bà chậm rãi nói. Ta sẽ không quên, nhưng cũng không cần ngươi nhắc nhở ta. Lão già trầm mặc không nói, hồi lâu sau mới lên tiếng. Còn mời tông chủ ra tay. Người đàn ông trung niên cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nói. Tên Tằng Ngưu này có lôi oa, có hai chiếc linh đăng pháp bảo, có một cây tiểu kỳ có thể biến ảo ra vô số cấm chế, còn có một thanh phi kiếm vô kiên bất tồi. Mặt khác, căn cứ vào tin tức mới nhất từ Lưu Phàm, tên Tằng Ngưu này còn nắm giữ công pháp của Hoàng Tuyển Đạo ngày xưa. Hết thảy đều là thứ yếu, quan trọng nhất là trong tay Tằng Ngưu có một vật. Vật ấy dù nói chỉ là một cái tiểu kỳ nhưng tồn tại một cỗ khí tức, có thể hủy diệt mọi thứ. Vô kiên bất tồi kiên cố, không thứ gì có thể phá hủy. Lão bà ngẩn ra, ánh mắt chớp lên nói. Hóa ra tông chủ vẫn đã điều tra về người này. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Có thể được Chu Tước Sơn nhìn chúng, đưa ra yêu cầu muốn chiến một trận với Hồng Điệp, ta há có thể không chú ý được sao? Danh hiệu Chu Tước nhất định phải thuộc về Hồng Điệp, ta há có thể để cho người khác phá hủy sao? Ta phái Liêu Phàm lấy pháp bảo của ta đến dò xét hắn, rốt cuộc cũng là nhằm tìm hiểu cùng một sự việc. Lão bà cung kính cúi đầu không nói thêm câu gì. Chẳng qua hiện tại không phải là lúc ra tay giết hắn. Đợi sau khi hắn đánh một trận với Hồng Điệp, đến lúc đó bất kể hắn thắng hay thua, ta đều tự mình ra tay giết chết hắn. Hơn nữa người này am hiểu phương pháp đào tẩu. Ta ở Cự Ma tộc biết được một tin tức. Trong tay hắn đang nắm giữ tinh la bản của Cự Ma tộc. Có thứ này, một khi hắn xé rách không gian tiến vào bên trong hư vô, trừ khi anh biến hậu kỳ lão quái ra tay, nếu không thì không ai có thể truy tìm được hắn. Người đàn ông trung niên lại uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Lão bà nhớn mày ngẩng đầu lên nói. Vậy ý của tông chủ là? Muốn giết hắn thì một lần phải thành công, ta nếu ra tay hắn chắc chắn sẽ chạy trốn. Do đó một khi ra tay trước đó ta sẽ phải bố trí một đại trận để phòng ngừa hắn xé rách không gian. Đồng thời mời Cự Ma tộc ra mặt. Khi đó có hai anh biến kỳ tu sĩ, dù người này có thần thông bằng trời, cũng chỉ là một hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi. Có thể nắm chắc giết chết hắn. Bản tông chủ nếu không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải thành công. Người đàn ông trung niên bình thản nói, vẻ cung kính trên mặt lão bà càng đậm. Đến đây thì cũng khép lại tập 78 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.